nay, ca sĩ khách mời Phương Mỹ Chi cùng 5 cô nàng xinh đẹp và cá tính sẽ mang đến điều gì đây? Và bây giờ hãy chọn ra một cái tên mà bạn nghĩ là cần phải dừng lại ngay bây giờ. Chết rồi, một người chị, một người bạn, giờ em phải làm sao? Thùy em đã khen rồi, không thể nào loại được, nó vô lý lắm. Yeah, nó tuyệt vời làm sao ấy. Dạ, lựa chọn của em là ai vừa mới loại em thì em loại lại người đó. Em sốc quá mọi người, ai đỡ em đi. Xin lỗi vì vừa khen chị mà bây giờ chị đã loại em. Thấy tình chị em nó sao nó rạn quá. Chị em tình nghĩa chắc có bền lâu. Một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội gây cấn sắp sửa diễn ra. Xin quý vị đừng đi đâu cả. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mọi người ơi, make some noise, yeah. Nào mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát lên đi cho đêm vui ngất trời. Chậm đường dài phía trước và lối đi về gặp gành ai biết, cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn và cùng thắp lên niềm vui. Đây là Thanh Duy và ban nhạc Big Stage. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào. Mr. Hoàng Nhã, họ sẽ mang tới những phần trình diễn bùng nổ. Họ lại xin mời. Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Thì em ơi xin người chớ lo âu, vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sông vẫn còn đầy bờ cát trắng đến chiều, nước vẫn còn một hồ xanh biết hơn nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biết đâu. Mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói, cùng hát vang lên dù tan đi bao nỗi buồn và ngày thêm ước. Hiện tại trên sân khấu của chúng tôi là những người chơi. Họ đã mang tới một tiết mục rất hay và trên môi họ vẫn còn những nụ cười rất là tươi tắn. Bây giờ mình nói một tí về bản thân mình nha. Mời em trước đi. Lời đầu tiên xin chào em, chào anh Thanh Duy cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Cùng Hát Lên Nào. Em tên là Ngọc Anh, nghệ danh của em là Hiền Anh và hiện tại em đang là ca sĩ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Anh và nghệ danh của mình là Hiền Anh và hiện tại mình đang là một ca sĩ. 4 năm về trước thì mình đã theo đuổi dòng nhạc pop ballad, nhưng mà một năm trở lại đây thì mình đã thay đổi một chút xíu và theo đuổi thêm một dòng nhạc bolero trữ tình.
Hiền Anh là một người có một cái cá tính mạnh và cũng như là có một cái tính tự lập rất là cao. Và cũng vì cái tính tự lập đó mà nó đã hình thành lên một cái con đường đi nghệ thuật của mình cũng khá là khó khăn và gian nan, bởi vì mình luôn phải đi một mình, luôn phải tự mình tìm tòi. Nhưng mà bên cạnh đó thì Hiền Anh luôn cố gắng không ngừng nghỉ để phát triển bản thân mình tốt hơn. Chương trình này rất là thú vị, bởi vì thay vì chúng ta có thể đánh giá những giọng hát hay hơn hay không hay hơn thì mình lại phải chinh phục hệ thống chấm điểm để có thể đạt được đến vòng cuối cùng và có thể song ca cùng với thần tượng của mình. Biết đâu Hiền Anh có thể có được những cái chiêu, những cái mé để có thể chinh phục được hệ thống chấm điểm thì sao. Mong tất cả quý vị hãy cùng nhau chờ đón phần trình diễn của Hiền Anh cùng với tất cả các bạn trong team của chủ đề đêm nhạc World Music và ca sĩ Phương Mỹ Chi. Em đã đi hát được bao lâu rồi? Dạ hiện tại thì em đi hát cũng được khoảng 6 năm rồi. Wow, cảm ơn em. Chúc em với giọng hát này sẽ mang được thật nhiều điểm cho buổi tối ngày hôm nay nha. Người bạn tiếp theo ạ. Ôi, hai cô gái với hai phong cách hoàn toàn khác biệt đúng không quý vị? Một bên thì áo dài Việt Nam, còn một bên thì rất là rock chic đúng không? Dạ, em chào anh Thanh Duy, em xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Cùng Hát Lên Nào. Em là Như Thùy và hiện tại em là một ca sĩ và một diễn viên ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Huỳnh Như Thùy, nghệ danh của mình là Jen, mình là một ca sĩ và một diễn viên. Nếu mà ai theo dõi Thùy thì cũng sẽ thấy là Thùy làm khá là nhiều nghề khác nhau, vừa làm ca sĩ vừa làm diễn viên nè, có cả diễn viên lồng tiếng. Có người hay nói Thùy là có vẻ hơi tham quá không, nhưng mà thật sự đó không phải là tham. Mình diễn xuất được thì mình có thể đóng MV nhập tâm hơn, lồng tiếng được thì mình cải thiện cái giọng nói của mình hơn. Đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào thì mình cảm thấy rất là hứng thú và rất là thích. Từ trước đến giờ thì chưa bao giờ tham gia một chương trình nào mà có cái máy phân tích giọng hát như thế này, và đây là một điều rất là hứng thú và thử thách đối với mình, nên là mình sẽ cố gắng hết sức. Cái niềm đam mê ca hát của em đến từ đâu và thần tượng của em là ai? Từ nhỏ thì em đã rất là thích ca hát rồi, có theo học thanh nhạc nhưng mà dòng đời xô đẩy em làm diễn viên. Ca sĩ mà em thần tượng nhất đó là chị Tóc Tiên ạ. Wow, ca sĩ Tóc Tiên cũng là ca sĩ đã từng xuất hiện trong chương trình Cùng Hát Lên Nào với một đêm nhạc của riêng Tóc Tiên. Tiếc là hôm đó em không có tham gia, em sẽ được gặp Tóc Tiên. Cảm ơn em và chúc em sẽ gặp nhiều may mắn nha. Tiếp theo Thanh Duy sẽ được đến với người bạn của Thanh Duy. Yeah, chào Phương Anh. Em chào anh. Lời đầu tiên thì cho phép Phương Anh xin được gửi lời chào với khán giả. Em tên là Phương Anh và nghề nghiệp của em là người mẫu ạ. Em vẫn hài hước chứ ngày nào không thay đổi đúng không? Dạ, ngày xưa thì em 100kg em cũng là người mẫu, bây giờ em vẫn là người mẫu. Chào tất cả mọi người, mình tên là Phương Anh và mọi người thường hay nhớ đến mình với nghệ danh là Phương Anh Idol. Sẽ có người nhận ra và có người không nhận ra bởi vì mình có một sự thay đổi. Thay đổi ở đây đó chính là thay đổi về ngoại hình. Cách đây một vài năm mình khoảng là 106kg và hiện tại bây giờ thì mình đã có một sự thay đổi nhẹ, đó là 53kg. Chắc có lẽ là mọi người sẽ thấy là giai đoạn đầu tiên Phương Anh hoạt động tương đối hơi sôi nổi, nhưng những giai đoạn sau thì có vẻ trầm hơn, bởi vì là với Phương Anh thì Phương Anh bị làm biếng á, ra những cái gì mình thích, và bởi vì là mình thích nên mình làm rất là lâu, và khi lâu rồi khán giả chờ đợi và có những người nhớ, có những người quên. World Music là một dòng nhạc mà nó mang âm hưởng hơi dân tộc, thì với Phương Anh là những cái luyến lấy mà nó nhẹ nhàng, nó dễ thương, nó điệu đàng của con gái thì Phương Anh ít khi sử dụng lắm, nên với mình đó không phải là một dòng nhạc sở trường. Có vẻ hơi lạ lắng vì Phương Anh là một cái người mà hay thích phá cái nốt khác, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thích kéo dài đoạn này và rút ngắn đoạn kia để cho theo cái nhịp mà mình mong muốn hơn là một cái nhịp khuôn khổ, nên là với Phương Anh thì chương trình này hơi thử thách. Tất cả mọi người hãy cùng đón xem phần trình diễn hơi hồi hộp của Phương Anh trong chương trình Cùng Hát Lên Nào nhé. Quý vị ơi, Phương Anh giảm cân một cách tuyệt vời. Nếu mà quý vị thấy những hình ảnh hồi trước với hình ảnh của Phương Anh bây giờ là phải nói là một cái sự nỗ lực cực kỳ lớn của cô ấy trong cái việc giảm cân. Dạ, hành trình giảm cân của em là khá đơn giản ạ. Trên cuộc đời thì người ta chỉ có hai mục đích thôi, vì tình và vì tiền. Thì chỉ có hai mục đích đó làm cho người ta có động lực để giảm cân thôi anh. Em vì cái gì? Dạ em thì vì tình đó anh ạ. Vì tình cho nên giảm cân. Dạ, cái số ký nặng nhất của em là hồi đó là 106kg anh, và số ký mà nhẹ nhất của em là lúc đó là 51kg, còn bây giờ em lên chút đỉnh rồi. Là giảm hơn một nửa đúng không? Đó là một cái hành trình thực sự rất là đáng nể của Phương Anh. Nó có ảnh hưởng tới giọng hát không? Ảnh hưởng tới giọng hát thì em nghĩ chắc không đâu anh, bởi vì là nếu như mà mọi người giảm cân theo cái phương pháp là chỉ có nhịn ăn để giảm cân thì nó sẽ ảnh hưởng. Còn với em thì em tập thể dục rất là nhiều nên là em nghĩ là em chỉ có dai hơn thôi. À, là giọng hát nó sẽ dai sức và nó khỏe hơn nữa, tại vì mình đã tập luyện rất nhiều đúng không? Dạ. Chúc em gặp nhiều may mắn nha Phương Anh nha. Và chúng ta đã làm quen được ba người bạn rồi, hai người bạn còn lại em hãy giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Thanh Duy ạ. Em chào tất cả khán giả của chương trình Cùng Hát Lên Nào. Em là Đặng Tuyền, hiện tại em là cô chủ nhỏ kinh doanh nước hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào mọi người, mình là Đặng Tuyền, năm nay mình 24 tuổi, hiện tại mình là một cô chủ nhỏ của một số nước hoa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mình thì rất là yêu thích âm nhạc, nhưng mà mình không có được học qua trường lớp như các bạn. Thời gian rảnh thì mình thường hay cover những cái ca khúc mà mình yêu thích để giao lưu cùng với mọi người, cũng như là thể hiện và trau dồi thêm cái kỹ năng ca hát của mình. Mình còn rất là trẻ và mình mong muốn bản thân mình sẽ được trải nghiệm thật là nhiều, cho nên là mình không có ngại để mà thử sức ở nhiều sân chơi như là chương trình Cùng Hát Lên Nào. Và với luật chơi của chương trình thì phải có điểm số cao thì mới có khả năng đi vào vòng trong và chiến thắng được. Đây sẽ là một cái thử thách đối với mình, nhưng mà mình sẽ cố gắng hết sức để thể hiện hết mình ở chương trình Cùng Hát Lên Nào. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cùng Hát Lên Nào. Rồi, cảm ơn em đã xuất hiện rất là đẹp trên sân khấu của Cùng Hát Lên Nào. Hãy giới thiệu về mình đi ạ. Em tên là Lê Thị Hồng Đào, nghề danh của em là Đào Kỳ Anh, hiện tại em đang là ca sĩ ạ. Ai qua mì quý, ai ghé mì ăn, ai về cao lành. Ai về cao lành như bánh bò của em. Ai bánh bò không? Xin chào tất cả mọi người, mình là bé bánh bò. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đào Kỳ Anh. Tên thật của mình là Lê Thị Hồng Đào. Âm nhạc cũng giống như là định mệnh của mình vậy. Thật sự là trước đó ba mẹ của Kỳ Anh không có ủng hộ việc Kỳ Anh học trường nhạc. Thấy Kỳ Anh lén tham gia các cuộc thi lên truyền hình thì ba mẹ cũng đã dần thay đổi suy nghĩ và ủng hộ Kỳ Anh nhiều hơn. Công việc hàng ngày của Kỳ Anh thường rất bận rộn. Thế nên vào những dịp cuối tuần, Kỳ Anh luôn muốn dành một khoảng thời gian nào đó cho riêng bản thân mình. Cũng đơn giản thôi, chỉ cần đọc một cuốn sách, uống một tách trà. Chiến hết mình trong một trận game thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến hết. Và bí quyết để Kỳ Anh dễ dàng chiến thắng trong những trận game kịch tính đó chính là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S21 FE 5G. Chiếc điện thoại này sở hữu màn hình siêu mượt mà, cho nên từng thao tác trong game của Kỳ Anh vô cùng nhạy bén. Cảm giác mà mình luôn dẫn đầu và chiến thắng trong mọi trận game thì thật là tuyệt vời đúng không nào? Và đặc biệt là ngày hôm nay khi mà được tham gia một cái chương trình truyền hình Cùng Hát Lên Nào, nó lại mang cái nội dung vừa quen vừa lạ như vậy. Nó làm cho Kỳ Anh gợi nhớ lại rất nhiều kỷ niệm thời đi học. Hãy chờ xem Kỳ Anh làm gì, hát gì và thể hiện như thế nào nhé. Đào Kỳ Anh. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Rõ ràng em phải là ca sĩ rồi, ngồi ở dưới nhìn lên là thấy em là sáng trưng. Sáng trưng. Sáng trưng luôn. Dạ, đừng mà... sáng chói là được anh. Dạ. Chói cũng được chứ. Và khi hát em rất là thoải mái và tự nhiên. Nên dạ, là anh nghĩ đây sẽ là một giọng hát khá là ấn tượng đó. Mọi người hãy ghi nhớ trong đầu của mình nha. Anh nói nhỏ thôi để mọi người nghe, mọi người loại em đó. Không được. Không, anh phải dạ, lớn chứ, anh không, phải anh nói chỉ chiêu chứ. Dạ, thôi mọi người đừng nghe gì nha. Còn ngay bây giờ hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Khán giả tham gia dự đoán người chiến thắng ở mỗi tập của chương trình có cơ hội nhận được giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Hai chiếc tai nghe Galaxy Buds 2 sẽ dành cho hai khán giả có dự đoán chính xác và may mắn mỗi tuần. Hãy tham gia bằng cách truy cập vào fanpage Cùng Hát Lên Nào. Cổng dự đoán sẽ được mở sau khi fanpage lộ diện 5 người chơi và đóng lại sau khi tập phát sóng kết thúc. Tham gia ngay! Chúng ta đang quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào. Quý vị ơi, đêm nay là đêm nhạc World Music. Đây là một đêm nhạc mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị những bài hát có âm hưởng dân gian nhưng mà sẽ được phối lại theo một phong cách hiện đại. Chúng tôi sẽ không có ban giám khảo và chúng tôi sẽ có một chiếc máy phân tích giọng hát. Các bạn cần phải bám sát
vào phiên bản gốc nhiều nhất có thể, vì đó sẽ là cách để cho các bạn có thể ghi được thật nhiều điểm, chinh phục được chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi. Chị nghĩ là mỗi lần mà hát lại mà để cho giống với bản gốc thôi nó đã là rất là khó rồi, tại vì mỗi khi hát mình sẽ có những cái feeling khác nhau và mình sẽ có cái chất của mình ở trong đó, nên để mà hát giống y chang cái bản gốc nó sẽ kiềm chế cái con người lại của mình rất là nhiều, và lại được chơi với một ban nhạc rất là hay. Mình muốn bung tỏa mình hơn nhưng mà mình phải kiềm chế lại cho hát đúng nốt, đúng giai điệu, đúng nhịp của cái bài đó thì cũng khá khó cho tất cả các bạn người chơi. Người chơi có số điểm cao nhất sẽ an toàn bước vào vòng tiếp theo cùng với giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Và những người chơi còn lại sẽ đối mặt với nguy cơ bị loại từ chính những người đồng đội của mình bằng hình thức bình chọn. Cho nên là các bạn không chỉ là tập trung vào những cái phần hát của mình mà hãy tập trung vào cả những phần hát của những người khác, để xem là các bạn quyết định loại ai ở bài hát vừa rồi. Và với đêm nhạc World Music, bài hát đầu tiên, xin mời quý vị hãy cùng đến với một sáng tác của Phạm Thanh Hà. Hãy dành một tràng pháo tay chào đón ca khúc Tình Yêu Màu Nắng. Cái bài Tình Yêu Màu Nắng này thì Chi cũng đã từng trình diễn qua rồi trong một cái chương trình khá là lớn. Đây là một ca khúc mà đối với Chi nó là một kỷ niệm rất là đẹp khi mà Chi được trình diễn với chị Đoàn Thị Trang và anh Big Daddy. Tuy là cái bữa đó Chi hát cái bài này nó không hay nhưng mà nó cũng mang cho Chi một cái ấn tượng đối với khán giả.
Tôi thấy chị Kỳ Anh hát rất là chắc chắn, trách nhiệm và rất là bình tĩnh trong từng cái lấy hơi và cái cách hát của mình. Còn các chị còn lại có vẻ hơi sung theo nhạc quá, cho nên là chênh vô khá là nhiều. À, nhưng mà chị Kỳ Anh có vô chập nhịp một chút. Không biết các bạn cảm giác như thế nào sau cái phần kết hợp vừa rồi? Cho Thanh Duy hỏi em đi. Và em nghĩ gì về tiết mục của các bạn vừa rồi ạ? Em cảm thấy mọi người rất là hòa hợp với nhau. Em thích nhất phần biểu diễn của ai? Em thích nhất phần trình diễn của chị Như Thùy ạ. Wow, Như Thùy thích nhất phần trình diễn của ai? Theo một cái sự gọi là đáp trả là em thích như phần của bạn đó. Chị em nha. Mọi người nhớ nha, cặp này nha. Chào em. Em thích nhất phần trình diễn của ai? Em thích nhất phần trình diễn của bạn Hiền Anh. Bạn hát rất là bình tĩnh, mặc dù là bolero nhưng mà bạn hát rất là bình tĩnh và thoải mái. Đúng, khi mà em hát bolero và khi mà em hát cái bài vừa rồi là hai giọng hát hoàn toàn khác nhau luôn. Dạ thật sự này là nói thiệt luôn á, là em thích nhất là phần trình diễn của Đào Kỳ Anh. Tại vì em nghĩ là đây là ca khúc đầu tiên của tụi em mà bạn cũng bắt vô đầu tiên nữa, thì đó cũng là một cái áp lực khá lớn với bạn, và bạn rất là bình tĩnh và xử lý được cũng như là thể hiện trọn vẹn, thì em nghĩ đó là phần trình diễn ấn tượng với em nhất. Dạ cảm ơn em. Phương Anh thì sao em? Đây là một cái phần trình diễn tương đối khó khăn lắm mà. Thì em thích nhất là Đào Kỳ Anh, bởi vì là cái phần dạo đầu vào á hát ra rất là rõ và nghe rất là đã. Cảm ơn Phương Anh rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, người chơi có số điểm cao nhất sẽ an toàn bước tiếp vào vòng trong cùng với giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Những người chơi còn lại sẽ đối mặt với việc bị loại từ chính những người chị em vừa mới nói những lời ngọt ngào với nhau. Và bây giờ sẽ là kết quả từ chúng tôi. Trong năm bạn thì Duy cảm giác được chị Kỳ Anh sẽ được điểm cao nhất. Chị hát hơi chênh chút xíu thôi, nhưng mà không có phô nhiều với không có bị rướng cũng như là không có bị rung giọng quá nhiều. Ngay bây giờ sẽ là số điểm mà các bạn đã mang về sau bài hát đầu tiên. Người chơi có số điểm cao nhất chắc chắn sẽ an toàn bước tiếp vào vòng trong với 3 triệu đồng giải thưởng. Xin được chúc mừng, bạn đã mang về 74 điểm. Thanh Duy xin được chúc mừng cho Kỳ Anh. Cảm ơn tất cả mọi người. Em đoán chị Kỳ Anh là đúng chính xác rồi. Và bây giờ hãy chọn ra một cái tên mà bạn nghĩ là cần phải dừng lại cuộc thi ngay bây giờ. Bây giờ công tâm thì em vừa khen Hiền Anh rồi. Đối thủ mà đáng ngờ với em là Hiền Anh, chị Phương Anh và Như Thùy. Chỉ có Đặng Tuyền là em sẽ bình chọn cho bé giữ lại ba vị trí hát hay để còn đấu với em ạ. Đó là quyết định của bạn. Miệng cười nhưng lòng căng lắm. Xin lỗi vì vừa khen chị mà bây giờ chị đã loại em. Chị em tình nghĩa chắc có bền lâu. Rất tiếc là bạn sẽ không được bình chọn ngược lại Kỳ Anh, bởi vì Kỳ Anh là người đã an toàn rồi. Bây giờ sẽ là quyết định của Đặng Tuyền. Năm người chơi hiện tại em cảm thấy Hiền Anh sẽ là một đối thủ rất là đáng gờm. Ở những vòng tiếp theo em xin phép bình chọn Hiền Anh. Hiền Anh, hãy cho Duy biết lựa chọn của bạn. Dạ vâng ạ, lựa chọn của em thì em hồi nãy em cũng có trong đầu của mình một số chiến lược nhất định. Em thấy vậy chứ nguy hiểm dữ lắm. Em nghĩ là em sẽ loại đối thủ đối với em là mạnh nhất để em có thể còn đường đi tiếp. Hãy đáng lẽ loại Kỳ Anh đó, mà tại Kỳ Anh được điểm cao rồi. Và người em chọn là chị Phương Anh. Phương Anh hãy cho Duy biết lựa chọn của bạn ạ. Lựa chọn của em là ai vừa mới loại em thì em loại lại người đó. Phương Anh sẽ lựa chọn Hiền Anh. Wow, Hiền Anh hiện tại đang có 2 phiếu từ những người đồng đội của mình. Và đây là một giọng hát ấn tượng, rất là căng thẳng đúng không quý vị? Bình chọn cuối cùng đến từ... Sao lại là em cuối cùng ấy nhỉ? Tại người ta không muốn chọn em là người bị chọn cuối. Nhưng mà cho em hỏi một câu là hai người có số vote bằng nhau thì sao ạ? Hai người có số vote bằng nhau thì người chơi số điểm thấp hơn từ máy tính sẽ bị loại. Vậy thì em sẽ giữ một hình tượng rất là dễ thương cho em. Em xin chọn Đặng Tuyền ạ. Hiện tại những người chơi của chúng tôi đã đưa ra quyết định của mình. Hiền Anh và Đặng Tuyền, các bạn đều có số lượt bình chọn bằng nhau. Người chơi có số điểm cao hơn sẽ an toàn, và người chơi có số điểm thấp hơn, chúng tôi đành phải chia tay bạn tại đây. Xin được chúc mừng Hiền Anh.
Rất tiếc khi chúng ta sẽ chia tay với Đặng Tuyền tại đây. Trước khi chia tay, em có điều gì muốn chia sẻ với quý vị khán giả không? Mỗi vòng thì đều phải có người bị loại thôi ạ. À. Cho nên là em không buồn và em sẽ ở lại cổ vũ cho các bạn thí sinh còn lại. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Dạ. Yeah. Ngay bây giờ sẽ là số điểm mà những người chơi của chúng tôi đã mang về sau bài hát đầu tiên. Kỳ Anh, bạn có 74 điểm là người chơi có số điểm cao nhất với 3 triệu đồng giải thưởng. Xin được chúc mừng bạn. Đặng Tuyền, bạn có 67 điểm. Hiền Anh, bạn có 72 điểm. Như Thùy, bạn có 68 điểm. Và Phương Anh, bạn có 71 điểm. Xin được chúc mừng các người chơi của chúng tôi. Hy vọng là ở bài hát sau, các bạn hãy lấy tinh thần bám thật sát vào bài hát gốc để chúng ta có thể mang được thật nhiều điểm về nha. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào. Đêm nay là đêm nhạc World Music, những ca khúc với âm hưởng dân gian được phối lại theo phong cách hoàn toàn mới. Bài hát thứ hai là một sáng tác của D-Tap, ca sĩ gốc Hoàng Thùy Linh. Bài hát này đã được top trending Việt Nam chỉ trong vài ngày ra mắt. Đây là một sản phẩm rất thành công của Hoàng Thùy Linh. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với nhạc phẩm được mang tên Duyên Âm. Duyên Âm là một ca khúc mà Chi cảm thấy Chi rất là thích. Và Chi phải nói là tuy là ca khúc này nó rất là sôi động, nhưng mà Chi nghe rất là thường xuyên luôn á. Nghĩa là khi mà vui cũng nghe, mà khi buồn cũng nghe nữa. Đây là một bài hát rất là hay. Thiên linh linh ở địa linh linh, thiên linh linh ở địa linh linh, anh đừng linh tinh. Cho lòng em vui ngất ngơ, mùa thu sang đông qua xuân ngân hà tan, tình tình tang tình yêu nào đâu sẽ xa. Người ta hoài đưa đón trong khi em chẳng hề yêu, đừng nên làm như thế ai anh à, tại sao phiền như thế, yêu em anh được gì đâu. Xuân ngân hạt tàng, tình tình tàng, tình yêu nào đâu xa.
cảm ơn các bạn đã mang tới một phần trình diễn rất dễ thương dành cho chúng tôi ngày hôm nay. Đặc biệt là phần rap của em đúng không? Dạ, nào giờ em chưa rap. Cái này lần đầu tiên em thử sức. Rồi, nhưng mà em nghĩ cái phần thử sức vừa rồi nó có như những gì em mong đợi không? Bài này nó không phải là một kiểu rapper ngầu ngầu, mà nó kiểu cute nhí nhảnh á. Thì em nghĩ nó cũng cute. Giống như phong cách của em đúng không? Dạ vâng. Yeah, em thích nhất phần biểu diễn của ai nè? Em thích nhất phần của Đào Kỳ Anh. Không biết sao em cứ thích cái giọng của Đào Kỳ Anh. Mà đặc biệt là cái lúc cuối cùng mà lúc lắng, bạn hát rất là rõ ràng mà rất là vô, kiểu như nó ăn khớp với mấy anh ban nhạc kìa. Yeah. Giờ hỏi loại bản đầu tiên nha. Yeah. chị em nha, suy nghĩ kỹ nha. Tôi còn giữ bài lại tới đoạn rap bài sau nữa. Ok, tuyệt vời tuyệt vời. Ồ, có giao kèo trước hay sao à? Không, tại vì cái đoạn sau không biết rap, sợ. Không biết, không phải, cũng rap được nhưng mà tôi vô liền nên tôi không rap được, nên phải có bả rap, không bả đi không ai rap cho tôi hết. Em thấy phần kết hợp vừa rồi của bốn chị em như thế nào ạ? Em thấy là nó mang một cái âm hưởng đương đại hẳn luôn, nhất là Thùy. Thùy hát ra cái màu đương đại, nó có những cái đoạn vuốt nghe nó rất là đã. Đó là những ấn tượng mà họ dành cho nhau. Nhưng mà tình chị em ở trong cuộc thi này thì nó cũng mong manh, dễ vỡ lắm quý vị ạ. Phương Anh thì sao nào? Phương Anh thấy là cái phần kết hợp vừa rồi các bạn có ưng ý không? Anh thì thấy là phần kết hợp vừa rồi khá là ưng ý à. Chỉ có điều là bài hát này là một cái bài hát mang âm hưởng dân gian, bởi vì là mình đang trong cái đêm nhạc mà World Music nên là luyến nó tương đối là khó. Ngay bây giờ hãy chuẩn bị sẵn trong đầu của mình, nếu mình là người phải lựa chọn một người bạn để chia tay cuộc chơi của chúng ta ngay tại đây, thì các bạn sẽ lựa chọn ai? Bây giờ sẽ là kết quả. Chị đoán là chị Phương Anh sẽ được cao điểm nhất, do cái bài này khá là hợp với quãng giọng của chị, thoát ra được hết những cái hơi và những cái năng lượng của chị nãy giờ ếm lại trong những cái bài kia. Còn chị Kỳ Anh và chị Như Thùy thì hát vẫn rất là nhẹ nhàng, bén như những cái bài trước. Quý vị thân mến, người chơi có số điểm cao nhất sau bài hát thứ hai tiếp tục an toàn bước vào vòng tiếp theo với giá trị tiền thưởng là 3 triệu đồng. Lần này bạn mang về số điểm cao nhất, đó là 88 điểm. Wow, 88 điểm là một con số rất ấn tượng và tôi xin được chúc mừng Kỳ Anh. Wow, 2 lần liên tiếp bạn đang có 6 triệu đồng. Cảm giác của bạn bây giờ như thế nào ạ? Dạ quá tuyệt vời luôn ạ, còn thêm tiếng vỗ tay của quý vị khán giả nữa thì em xuống quá luôn ạ. Quá xuống. Dạ. Bạn là người có số điểm cao nhất. Bây giờ bạn hãy lựa chọn cho Thanh Duy một cái tên. Chết rồi, một người chị, một người bạn. Giờ em mới làm sao? Thùy em đã khen rồi, không thể nào loại được. Nó vô lý lắm. Yeah, nó tuyệt vời làm sao ấy. Mà bây giờ đọc lên loại Thùy mới ghê nè. Đó, cái đó là một cú twist đó. Một bộ phim tình cảm tâm lý xã hội gây cấn sắp sửa diễn ra. Xin quý vị. Em đánh giá rất cao Huyền Anh và chị Phương Anh idol. Nhưng mà một cái cô gái hát bolero nhưng lại hát nhạc nhẹ, rất là truyền cảm. Ban đầu là hai chị em dẫn nhau tới thi, nhưng mà giờ chắc Hiền Anh nhường tôi suốt đi. Em chọn Hiền Anh ạ. Wow. Không biết sao nha anh, hồi nãy lúc mà Kỳ Anh được cao điểm nhất á, cái gì em suy nghĩ trong đầu một cái câu nói thôi. Nếu mà em rớt nhớ chia tiền với em nha, hàng chi giờ bá chọn em luôn. Thấy tình chị em nó sao nó rạn quá. Dạ thôi em xin chọn Như Thùy. Như Thùy. Em thì em đơn giản lắm, kiểu ai khen em khen lại, mà ai chọn em cũng chọn lại luôn. Dạ vâng. Hiền Anh hiện tại đang có 2 phiếu. Phiếu cuối cùng thuộc về Phương Anh. Phương Anh thì còn đơn giản hơn cả Thùy Anh nữa. Có nghĩa là ai đã chọn mình từ lúc đầu thì chắc chắn phải chọn người đã tiếp theo luôn. Hiền Anh. Em sốc quá mọi người. Ai đỡ em đi. Đây anh đỡ em. Hãy dựa vào em vai xỉu anh. Em xỉu đây mọi người. Hãy dựa ơi. Vào vai anh. Anh cũng quá sốc với kết quả này. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có Duy ở đây rồi. Dạ thôi em đi về. Đấy chính là lý do vì sao mà tụi em loại Hiền Anh ấy, vì hát quá hay. Đúng không mọi người? Một lần nữa hãy dành cho cô ấy một giọng ca bolero rất tuyệt vời trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn Hiền Anh. Yeah. Và ngay bây giờ sẽ là số điểm mà những người chơi còn lại của chúng tôi đã mang về. Kỳ Anh, bạn có 88 điểm là người chơi có số điểm cao nhất ở bài hát thứ hai. Hiện tại bạn đang có 6 triệu đồng tiền thưởng. Chúc mừng bạn. Và một tin khá sốc nữa dành cho các bạn người chơi có số điểm thấp nhất.
hiện tại vẫn còn ở lại cuộc thi này. Bạn không phải là người chơi có số điểm thấp nhất và các cô gái này đã loại đi người có một số điểm rất cao. Hiền Anh, bạn mang về 84 điểm. Như Thùy, bạn có 86 điểm. Yeah. Và Phương Anh, bạn có 78 điểm là người chơi có số điểm thấp nhất. Đấy. Đó chính là điểm đặc biệt của chương trình chúng tôi, đúng không ạ? Rất tiếc chúng ta phải chia tay với Hiền Anh ngay tại đây. Và trước khi đến với bài hát tiếp theo, hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chúng ta đang quay trở lại với vòng 3 và ngay bây giờ sẽ là bài hát tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với ca khúc rất nổi tiếng được mang tên Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Để Mị Nói Cho Mà Nghe là một sáng tác rất rất là hay, vì nó được mọi tầng lớp khán giả yêu thích. Đây là một bài hát là mang đậm dấu ấn dân tộc nhưng mà nó rất là hiện đại. Mình đã từng nghe bài này được thể hiện với rất nhiều giọng hát đúng không ạ? Nhưng mà Phương Anh đã mang cái chất
của riêng mình, xử lý cái bài hát này theo phong cách của riêng mình mà nó vẫn rất là tròn trịa, rất là đầy đặn. Cảm ơn bạn đã mang tới một phần trình diễn rất là xuất sắc nha. Cái này là phim music, có nghĩa là khi mà mình hát một bài hát nó phải có âm hưởng dân gian ở trong đó. Nhưng mà với Phương Anh thì Phương Anh rất là dở những cái nốt luyến, mà những cái nốt luyến mà mang âm hưởng dân gian thì đối với mình hát hay bị thẳng á, nên là mình sẽ hát theo cái kiểu, cái cách của mình nó sẽ khác hơn. Không biết là cái máy nó sẽ chấm điểm như thế nào, nhưng mà mình mong rằng là với cái bài hát của mình chỉ cần khán giả thích là được. Đúng rồi, bạn đã mang một cái màu sắc rất mới, một cách xử lý rất mới trong bài hát này, và đó cũng là cái điểm nhấn, cái điểm ấn tượng trong cái phần xử lý của bạn. Chúc bạn sẽ gặp may mắn nha. Còn cô gái rock chick của tôi, thực ra tới đây rồi thì em nghĩ là ai lọt vào vòng trong thì cũng vậy thôi, tại vì ba người tụi em là rất là thân với nhau, và cái này là tùy theo cái máy nữa chứ không phải cái người chấm, cho nên là thôi thì máy nói làm sao mình nghe làm vậy. Em có tin là mình là một trong hai người vô không? Dạ, ví dụ bây giờ em nói em tin thì cái em rớt cái em nhục. Thôi em im. Khỏi nói gì hết đúng không? Dạ vâng. Rồi, Đào Kỳ Anh. Dạ em đây. Em đã có những màn trình diễn rất xuất sắc và mang về giải thưởng rất cao. Hiện tại em đang có 6 triệu đồng đúng không ạ? Dạ. Với bài này em có tự tin không ạ? Dạ lúc đầu em sợ lắm lúc anh, tại vì em là người vô đầu tiên nữa. Mà cái em có nhá anh trống đẹp trai rồi, anh kêu nhắc em mà anh quên nhắc em luôn, tại anh cũng là vô trống anh không nhắc luôn. Xong rồi như má xanh không nhắc người ta. Nó hên là khúc đó tự nhiên em vô được, khúc đó em không biết sao em vô được luôn ạ. Dạ hên quá, thì cuối cùng là em cũng thấy hài lòng lắm ạ. Dạ rồi, qua được ai khó nhất rồi là khúc sau rất hài lòng. Đây là ba giọng ca rất ngang tài ngang sức của chúng tôi, vẫn còn rất bí ẩn, không biết ai sẽ là người bước tiếp, ai sẽ là người dừng lại. Ngay bây giờ sẽ là kết quả. Ở vòng này thì những người chơi của chúng tôi sẽ không phải đối mặt với việc loại nhau bằng cách bình chọn nữa. Chiếc máy tính phân tích giọng hát sẽ làm điều đấy. Người chơi có số điểm cao nhất chắc chắn an toàn bước tiếp vào vòng trong. Bạn mang về 83 điểm, là một số điểm ấn tượng. Xin được chúc mừng. Đó là em đã có 3 triệu đồng đầu tiên. Và lần này em cũng không cần phải đóng vai ác là mình sẽ chọn ai. Em đang cảm thấy như thế nào? Dạ em cảm thấy vui lắm ạ. Em tham gia cái chương trình này và em được vô cái số này thì em thấy nó là áp lực. Thực ra là những cái bài hát trong cái chương trình này nó là một cái thử thách đối với em. Đúng. Bởi vì là đúng, nó không có phải là sở trường của mình, nên là đối với em áp lực từ đầu tới cuối. Với lại là em áp lực cái thứ hai nữa là lời bài hát dài quá. Em học hoài luôn. Và em mỗi lần mà em hát là em toàn là trong đầu em suy nghĩ là cái câu tiếp theo nó là cái câu gì vậy, nên là em hơi áp lực. Yeah. Chúc mừng em một lần nữa với 3 triệu đồng đầu tiên và là người đầu tiên bước vào vòng đối đầu với chúng tôi. Hai người chơi còn lại chúng tôi sẽ chia tay với người chơi có số điểm thấp hơn. Một bạn mang về 79 điểm và một bạn mang về 81 điểm. Xin được chúc mừng. Đó là Kỳ Anh. Rất tiếc chúng tôi phải chia tay Như Thùy ở đây. Dạ. Em rất là dễ thương và đáng yêu. Cái nguồn năng lượng của em sẽ làm cho mọi người rất là muốn được gần em nhiều hơn. Em có điều gì muốn chia sẻ với quý vị khán giả trước khi chúng ta chia tay không? Nói chung là em đến đây với một cái tinh thần gọi là rapper bất diệt đó. Thì hết bài rap rồi, em xin chào mọi người ạ. Yeah. Cảm ơn em đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Và mọi người ơi, hãy dành một tràng pháo tay cho Phương Anh và Kỳ Anh. Bây giờ hãy cùng đến với sự xuất hiện của vị khách mời đặc biệt của chúng tôi, Phương Mỹ Chi. Dạ Phương Mỹ Chi xin kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Cùng Hát Lên Nào. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Hiện tại Phương Mỹ Chi cảm thấy rất là hào hứng khi biết chương trình có máy phân tích giọng hát, thì Phương Mỹ Chi liên tưởng liền đến những lần mà mình đi hát karaoke. Mình cũng rất là sợ cái việc mà tự nhiên mình hát nguyên cái bài hay thiệt là hay, phiêu thiệt là phiêu, cái tự nhiên chấm điểm thấp chủng. Nên mỗi lần mà Chi đi hát karaoke, Chi sẽ lướt qua cái phần chấm điểm đó, hoặc là Chi sẽ che mặt lại, không cần nhìn điểm. Chi cũng biết là điểm cao hơn nữa, nhưng mà chúc tất cả các anh chị sẽ có cái số điểm mà mình mong muốn. Hiện tại bây giờ thì World Music rất là được ưa chuộng, cũng như là đang phát triển rất là nhiều, và Phương Mỹ Chi cũng rất là yêu thích cái dòng nhạc này. Trong tương lai thì cũng không dám chắc được là mình có theo đuổi nó hay không. Đó cũng là một cái điều mà Phương Mỹ Chi muốn giữ lại cho mình, để cho khán giả sẽ hơi hóng một chút. Mong là tất cả quý vị sẽ cùng đón xem chương trình Cùng Hát Lên Nào và ủng hộ cho các anh chị người chơi thật nhiều.
Phương Mỹ Chi bây giờ so với hồi xưa em hát đó, có khác nhau nhiều lắm không? Cái điểm gì mà em cảm thấy mình tiến bộ nhiều nhất? Nếu mà mọi người xem lại những cái clip mà Chi hát từ lúc nhỏ thì sẽ thấy khác rất là nhiều. Do là mình cũng có tự trau dồi, mình cũng có cảm thấy là mình có những cái điểm chưa có được hay. Để mà mình đi càng nhiều năm ở trong nghề nữa thì với cái khả năng chỉ dừng lại ở đó thì mình không đủ để chinh phục những khán giả mới, cũng như là làm hài lòng những khán giả đã yêu thích mình. Cho nên mình phải học hỏi nhiều hơn, học thanh nhạc hay là trau dồi nhiều thứ hơn để mình ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Chi là ca sĩ nổi tiếng với dòng nhạc dân ca và bolero đúng không? Nhưng đêm nay Chi lại là khách mời của đêm nhạc World Music. À, tại sao có cái sự liên quan này? Em nghĩ nó cũng rất liên quan mà. Tại vì World Music nó là một cái dòng nhạc có chất truyền thống, cũng có chất hiện đại. Mà hôm nay em mặc áo dài đến đây thì chắc chắn là có chất truyền thống rồi, và cộng thêm những cái chất hiện đại của các anh chị người chơi nữa, thì chắc chắn sẽ là một cái sự kết hợp rất là đáng mong đợi. Bây giờ Chi sẽ lựa chọn một tiết mục để dành tặng cho quý vị khán giả, đó là bài gì ạ? Phương Mỹ Chi sẽ gửi đến tất cả quý vị ca khúc và đã gắn liền với Phương Mỹ Chi rất nhiều năm. Xin quý vị cùng lắng nghe bài ca Đất Phương Nam. Hoàng hôn tím gián sâu, tiếng hò khoan còn tỏa đôi.
một bài ca đất phương Nam. Còn bây giờ hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút nha. Chúng ta đang quay trở lại với Cùng Hát Lên Nào, và đây là đêm nhạc World Music. Hai người chơi ở bên cạnh tôi ngay bây giờ, Phương Anh và Kỳ Anh. Đây là cơ hội cuối cùng của các bạn để chinh phục chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi, nhận lấy giải thưởng 10 triệu đồng, bước tiếp vào vòng trong song ca cùng với Phương Mỹ Chi. Kỳ Anh bạn đang có 6 triệu đồng và Phương Anh bạn có 3 triệu đồng. Cho nên Kỳ Anh sẽ là người chơi lựa chọn bài hát để thi đấu trong vòng đối đầu này. Và bài hát đầu tiên đó là Yêu nhau keo áo đắp chung, ghét nhau nắng dài mưa giăng mặt nhau. Yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra. Đó là Yêu nhau ghét nhau. Và bài hát thứ hai, cây đa chờ mất em buồn tăng tình tăng tình tình tăng, cây đa buồn mất em chờ tăng tình tăng tình tình tăng, cây đa quán dốc. Chắc là em chọn Yêu nhau ghét nhau. Vậy thì ngay bây giờ sẽ là màn đối đầu của Phương Anh và Kỳ Anh với ca khúc Yêu nhau ghét nhau. Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, một ngày không đến thì ba bốn ngày. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quý, phong ba cũng liều. Mưa dầm mặt nhau, yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau xa. Thì ai ơi xin đừng, chưa tan bụi chờ đã chia đôi đà. Thì ai ơi xin đừng, yêu nhau buổi sáng chiều xa nhớ. Yêu nhau cởi áo cho nhau, về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quý, phong ba cũng liều. Yêu nhau kéo áo đắp chung, ghét nhau nắng dài mưa dầm mặc nhau. Yêu nhau con mắt liếc qua, ghét nhau chờ đã chia đôi đàng. Thì ai ơi xin đường, yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau. Thì ai ơi xin đừng, chưa tan bụi chờ đã chia đôi đàng. Thì ai ơi xin đừng, yêu nhau buổi sáng, chiều xa nhau, yêu nhau buổi sáng, buổi chiều xa nhau. Phương Anh nghĩ gì về phần kết hợp vừa rồi?
Phần kết hợp vừa rồi là một phần kết hợp đầy hồi hộp và lo lắng à. Nhưng mà cái sự hoàn thiện đó nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm so với những gì mà các bạn kỳ vọng ạ? Nói chung là tiết mục bây giờ còn lại là song ca thì em chỉ hy vọng là hai chị em có thể hòa hợp nhất có thể thôi. Và không ai quên lời, không ai sai nhịp hay gì đó. Tại vì cái ca khúc này cũng khá là khó, cũng là dân gian, cũng luyến rất là nhiều. Hòa hợp được là tuyệt vời rồi ạ. Bây giờ sẽ là kết quả đến từ chúng tôi. Người chơi có số điểm cao hơn chắc chắn sẽ bước vào vòng trong cùng với giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng, song ca cùng với Phương Mỹ Chi. Và đó là ai? Hiện tại Phương Anh đang có 3 triệu đồng, Kỳ Anh bạn có 6 triệu đồng. Và người chơi bước vào vòng bứt phá song ca cùng với Phương Mỹ Chi. Các bạn chỉ trên nhau 1 điểm mà thôi. Một bạn mang về 82 điểm và một bạn mang về 83 điểm. Hành Duy xin được chúc mừng cho... Đó là... Xin được chúc mừng Phương Anh! Wow! Chúc mừng em! Rất tiếc chúng ta phải chia tay Kỳ Anh ở đây. Nhưng mà Kỳ Anh, em cũng mang về một số điểm rất ấn tượng. Em mang về 82 điểm, cũng là một số điểm rất cao. Rất tiếc là ở cái bài cuối cùng này mình chỉ thấp hơn Phương Anh 1 điểm mà thôi. Không sao ạ, ai rồi cũng bị loại mà thôi ạ. Dạ, đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào ngày hôm nay thật sự rất là vui. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho đội và cũng như là Kỳ Anh, Phương Anh với ca khúc Yêu Nhau Ghét Nhau vừa rồi. Cảm ơn em, chúc em lúc nào cũng sẽ vui vẻ, xanh tươi và thăng hoa như bộ đồ em đang mặc nha. Dạ. Cảm ơn em. Một lần nữa chúc mừng Phương Anh quý vị ơi. Phương Anh, bạn đã bước vào vòng bứt phá song ca cùng với Phương Mỹ Chi. Và bạn sẽ có cơ hội mang về thêm 10 triệu đồng nữa. Bây giờ bạn đang có 13 triệu. Thêm 10 triệu nữa là bạn có 23 triệu. Với điều kiện bạn phải hát trên 80 điểm ở bài hát cuối cùng. Ôi khó vậy. Khó đúng không nào? Và bạn sẽ song ca cùng với Phương Mỹ Chi. Và hai bạn hy vọng hãy phối hợp với nhau thật là nhịp nhàng để có thể mang về số điểm thật cao nha. Và ngay bây giờ hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chào đón phần biểu diễn của Phương Mỹ Chi và Phương Anh với nhạc phẩm được mang tên Thư Pháp. Ngàn năm núi cao sông dài thắp hòa hình nước non, thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác hòa người dương người dương, thư pháp ngả nghiêng bầu dù tình người nặng tình quê, thư pháp vần bay lắng nghe huyền thoại kể xuân hồng như nắng, hạ tím như mưa, thu vàng như lá khô, đông trắng như mây vần bay. Em mềm như gió, rưỡi mát như sông tuôn trào thư pháp tôi, trôi mãi, trôi xô thành câu. Thư pháp ngàn năm cao sông dài phác hòa hình nước non, thư pháp từ tâm nét cong nét thẳng phác hòa người dương người dương, thư pháp ngả nghiêng bầu dự tình người nặng tình quê, thư pháp bơm bay lắng nghe huyền thoại. Thank you.
Và đó là Phương Mỹ Chi và Phương Anh. Yeah. Cảm ơn hai bạn. Không hẹn mà gặp hai người lại mặc cùng đồ đỏ với nhau. Không có tính trước luôn anh, tại em đâu biết ai hát với em đâu. À, phi bóng anh. Anh biết sao không? Cả cuộc đời em là gắn liền với một màu, đó là màu đen à. À dạ, mà tự nhiên vô chương trình này em cũng chọn một bộ đồ màu đen. Cái xong chương trình mới nói với em là em ơi em phải phá cách đi, thế là mọi người bắt em bận đồ màu đỏ. Đỏ. À dạ, và vô tình thay cũng màu đỏ luôn anh. Hai bạn nghĩ gì về cái phần kết hợp vừa rồi ạ? À, đây là một cái bài mà cũng rất là bất ngờ khi mà hát chung với lại Phương Anh. Mình cũng đã hoàn thành tròn trịa cái bài này thì em cũng cảm thấy rất là vui. Hai bài hát vừa rồi bạn đều có số điểm trên 80 đúng không ạ? Thì bây giờ không biết bạn có tự tin ở cái phần thể hiện vừa rồi không ạ? Em thì cũng không mấy tự tin ạ. Nhưng mà hên xui mà anh biết đâu được mình hên sao? Thấy là hên rồi, bởi vì khi mà bạn nhận lời tham gia cùng hát lên nào, bạn quyết định thay đổi, không mặc màu đen nữa, mặc màu đỏ. Màu đỏ đã mang tới may mắn cho bạn bước vào tới vòng này. Và Thanh Duy cũng hy vọng là màu đỏ cũng sẽ tiếp tục mang tới cho bạn một số điểm thật cao. Bây giờ sẽ là kết quả thì chúng tôi. Ở vòng thi đấu cuối cùng, song ca cùng với Phương Mỹ Chi, người chơi Phương Anh của chúng tôi, bạn đã mang tới một màn trình diễn gây ấn tượng với quý vị khán giả. Nhưng có gây ấn tượng với chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi hay không? Ở cuộc thi này, chúng tôi mong muốn các bạn hãy bám thật sát phiên bản gốc và cố gắng đưa ra một tiết mục hoàn chỉnh, tròn trịa hết mức có thể để có thể ghi được điểm cao từ chiếc máy phân tích giọng hát của chúng tôi. Và số điểm mà Phương Anh đã mang về sau bài hát Thư Pháp vừa rồi đó là 79 điểm. Chỉ thiếu một điểm mà thôi, chỉ thiếu một điểm để có được số điểm trọn vẹn hơn. Phương Anh, bạn có cảm giác gì bây giờ ạ? Em cảm thấy là bình thường á, con người ta mà nó tròn chịu quá thì nó cũng không có hay. Đôi khi nó thiếu một tí để cho mình biết rằng là mình cần phải như thế nào để đi tiếp cái con đường tiếp theo của mình. Đó. Có nghĩa là em nghĩ là 79 là một cái con số rất là đẹp đó anh. Em cũng nghĩ là từ lúc đầu khi mà em trình diễn ca khúc này thì em đạt con số đó thôi. Khi mà hát với Phương Mỹ Chi thì Phương Anh thấy vui và rất là dễ thương. Phương Anh xin cảm ơn tất cả mọi người và mong rằng là khi mà mọi người xem chương trình thì sẽ cảm thấy một Phương Anh với một cái sự thay đổi khác, và tất cả các thí sinh sẽ đem đến cho tất cả các khán giả những cái bài hát hay và hấp dẫn. Cảm ơn hai chị em đã mang tới một tiết mục rất đặc biệt cho chúng tôi ngày hôm nay, và một lần nữa xin được cảm ơn những người bạn chơi. Các bạn hãy cùng bước lên sân khấu cùng với chúng tôi nha. Cảm ơn Phương Mỹ Chi đã đến với Cùng Hát Lên Nào. Cảm ơn Phương Anh, cảm ơn những người chơi. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị đã yêu mến và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Chương trình Cùng Hát Lên Nào sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Còn ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi Cùng Hát Lên Nào. Khán giả tham gia dự đoán người chiến thắng ở mỗi tập của chương trình có cơ hội nhận được giải thưởng giá trị đến từ Samsung. Hai chiếc tai nghe Galaxy Buds 2 sẽ dành cho hai khán giả có dự đoán chính xác và may mắn mỗi tuần. Hãy tham gia bằng cách truy cập vào fanpage Cùng Hát Lên Nào. Cổng dự đoán sẽ được mở sau khi fanpage lộ diện 5 người chơi và đóng lại sau khi tập phát sóng kết thúc. Tham gia ngay! Tuần sau, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Cùng Hát Lên Nào, và đây là đêm nhạc của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Những người chơi của chúng tôi họ đang rất sẵn sàng để có thể đối mặt với chiếc máy phân tích giọng hát. Bạn Trang My, bạn hát ổn định nhất. Nhưng mà cái người mà thu hút fan nhiều nhất thì lại chính là bạn Bảo Hân. Xin được chúc mừng Trang My. Người chơi còn lại hãy tắt đi nụ cười trên môi ấy. Em sẽ loại ai? Để mà có được một cái tiết mục hay thì mình phải hát với cái người hay và người xứng đáng. Vòng này em sẽ chọn người thể hiện không tốt nhất. Bảo Hân.
em sẽ chọn ai? Em chọn Hà Vi ạ. Bảo vệ bản thân. Và em sẽ muốn giữ lại chị Nhã và Vi. Nãy dưới chị em lên đây sao thì kỳ quá. Chị xin lỗi em nha. Để bảo vệ bản thân mình thì em sẽ chọn Trinh Minh.